Chào mừng du khách đến với hành trình khám phá xứ sở Diệu Kỳ. Ở phía trước của du khách là cổng thời gian với thiết kế ấn tượng mang hình ảnh mặt trăng mặt trời. Cổng thời gian là sự kết hợp khéo léo tinh tế của âm thanh với nghệ thuật trình diễn ánh sáng và nước, tạo nên một biểu tượng kỳ diệu, khai mở cánh cửa thời gian vượt qua giới hạn của không gian để mở ra thế giới siêu thực ở xứ sở người khổng lồ. Chuyến hành trình khám phá xứ sở Diệu Kỳ bắt đầu cùng hệ thống cáp treo hiện đại. Từ trên cáp treo, du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những cánh rừng nguyên sinh. Nằm ở độ cao 1.414m so với mực nước biển, cầu Vàng gây ấn tượng với du khách trong và ngoài nước với thiết kế tựa như dải lụa bồng bềnh giữa mây trời. Dạo bước trên cầu Vàng, ngắm nhìn thành phố Đà Nẵng, những dãy núi trùng điệp sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm tuyệt vời chưa từng có. Rực rỡ suốt 4 mùa trong năm, vườn hoa Le Jardin Ramua sẽ là điểm hẹn không thể bỏ qua trên hành trình khám phá xứ sở Diệu Kỳ. Nằm ở trái tim Vương quốc Mặt Trăng, lâu đài Mặt Trăng với những đường nét kiến trúc ấn tượng sẽ đưa du khách vào hành trình khám phá xứ sở của trí tưởng tượng và phép thuật. Không chỉ thu hút du khách với những cảnh quan ấn tượng, đến với xứ quê Banana Hills, du khách như lạc vào xứ sở của những lễ hội rộn ràng suốt 4 mùa. Những show diễn chủ đề ấn tượng, những màn nhào lộn bắt mắt cùng những giai điệu bắt tai sẽ mang đến cho du khách những bữa tiệc nghệ thuật ấn tượng. Rời khỏi Vương quốc Mặt Trăng, du khách sẽ bước vào hành trình khám phá Vương quốc Mặt Trời, vùng đất của những phiên chợ sầm uất, những lễ hội rộn ràng chào đón mọi du khách ghé thăm. Khi màn đêm buông xuống, không gian Bà Nà trở nên lãng mạn và huyền ảo với những tòa lâu đài lấp lánh trên nền trời sao. Trải nghiệm đêm Bà Nà sẽ là lựa chọn thú vị không thể bỏ qua với bất kỳ du khách nào. Bên cạnh cổng thời gian và lâu đài Mặt Trăng, thì thác Thần Mặt Trời, công trình được tạo tác bởi Friuli Gallery, studio điêu khắc lừng danh tại Florence, Italy từ những năm 1860. Công trình mang đến cho du khách trải nghiệm văn hóa Hy La cổ đại khi chiêm ngưỡng những bức tượng thần kinh điển như Thần Mặt Trời Helios, Thần Ánh Sáng Apollo và Nữ Thần Tình Yêu Venus. Trong thời gian tới, sân khấu Banana Hills sẽ không ngừng bổ sung các sản phẩm ấn tượng cùng với chất lượng dịch vụ từ trái tim sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm vượt ngoài sức tưởng tượng. Sân khấu, the world of wow! Xin vui lòng ngồi yên tại chỗ, kỹ thuật viên của chúng tôi sẽ hỗ trợ quý khách. Cảm ơn quý khách đã tham gia trải nghiệm cùng chúng tôi. Chúc quý khách một ngày vui vẻ!